Mùa Tết này, nếu có nhu cầu mua sắm đồ công nghệ, các bạn hãy đến ngay Saphones để tận hưởng những ưu đãi tuyệt vời. Saphones luôn đồng hành và góp phần tạo nên mùa Tết an cho vạn gia đình Việt. Video này được mang đến cho bạn bởi content em nghĩa và giọng đọc vui vẻ, được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc trước khi bạn đi bắn bia. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Tết nhất đến nơi rồi, tầm này ai còn thần bài nữa, người ta phải thần cơ, thần gậy. Đây là A Long, một con nhà nòi, ba đời luyện kung phu, nhưng mà anh lại không đam mê võ thuật mà lại đam mê chọc lỗ. Áp về, cù lề, sút tê, không kỹ thuật nào mà A Long không thông thạo. Anh có thể đánh những cái đường cờ ảo hóa hình ảnh, đả kích tà gian, nó ảo diệu đến mức Tiêu Phong có chuyển sinh đi đánh bia thì cũng chưa chắc ăn được Long. Và đây là câu chuyện về cách A Long trở thành vua chọc lỗ trong bộ phim Long Đích truyền kỳ. Long Tích nghe như quê dài nhỉ, Long Stick. Nhưng mà Long Đích thì khá hay đấy. Câu chuyện bắt đầu khi mà A Long bước qua tuổi 20. Bố anh là một người khá cổ hủ, nghe nói là đệ tử Lý Tiểu Long. Ông điều hành một võ quán và dĩ nhiên là muốn thằng con mình theo nghiệp võ. Nhưng mà A Long thì thà đi thả diều với đám trẻ con còn hơn là phải đi mãi võ kiếm cơm của ông bố. Được hôm có mấy ông đài truyền hình đến quay chụp, A Long tính vốn thích nổi tiếng cũng đứng ra múa tí. Mỗi tội là múa như văn nghệ chào cờ nên là đá tung cái sân khấu. Trở về thì anh bị ông bố đẻ ra đánh. Mày là đồ ăn hại, múa tí võ không xong. Con không thích múa võ, con chỉ thích đánh bia thôi. Ai cho mày thích chơi bia? Mày phải chơi AA. Làm gì có cái gì gọi là AA, châu Á là phải có AA. Long bị bổ đánh kinh quá. May là có ông chú nhà giàu từ thành phố về chơi, gia đình hội ngộ tại bắt mặt mừng. Lần này về chơi lâu không em? 1 hay 2 ngày. Em tính về 1 tháng. Gì đấy, cơm đâu nuôi mày? Thì ra là ông chú này đã phá sản. Lần này về quê là để gã gẫm ông anh xin ít tiền. Nhìn bề ngoài sang chảnh thế thôi, chứ khi mấy hôm lại chết đói. Về nhà thì bắt cơm vục mặt vào ăn như lợn, nhưng mà vẫn phải ra oai với anh dài. Để em nói cho anh biết, em giờ khấm khá hơn nhiều rồi. Giờ em phải mặc áo đôn chề, giày Nike, xe Ben 10. Qua một hồi thì hai trai con kia húp hết cả cơm, còn mỗi tí nước canh tràn với nước bọt ăn nốt. Sáng hôm sau, hai anh em đi ra mảnh đất tổ để cúng thì bị một đám bất động sản tìm tới đòi mua đất. Ông em thấy ông anh mình ôm bao nhiêu đất mà cũng không xẻ cho mình tí nào thì cũng gạ bán, nhưng mà người bố từ chối. Buồn chán đi dạo loanh quanh thì phát hiện ra thằng Long đang chọc bia viên bi ngay trước mặt, nhưng mà Long vẫn phải sút tê nảy 4 băng vào lỗ cuối cho nó cẩn thận. Ông chú thấy Long có tố chất nên là định rủ anh đi làm vài đường cơ cờ bạc kiếm tí tiền. May là có cô bạn thân aka Thanh Mai Trúc Mã aka đồ đệ của bố Long xuất hiện cản lại để tránh Long xa vào con đường bia độ. Tuy nhiên tối hôm đó ông chú giả vờ làm ăn thất thoát để vay tiền anh trai. Tiền thì anh có thể chi vài tỷ cho những chuyện chính đáng, có những chuyện linh tinh vớ vẩn thì không có đâu. Mồm nói thế nhưng mà ông bố vẫn thương em trai nên là vẫn cho vay, với một điều kiện là chú phải dẫn Long lên thành phố để mở mang đầu óc. Quả này thì không khác gì giao chứng cho ác. Long sau đó tạm biệt người thân và lên chuyến tàu ra đi tìm đường kiếm tiền. Vừa tới thành phố, ông chú cho Long trải nghiệm tí gái phố. Đời Long từ nhỏ thì cứ thấy bóng là chọc, nên là thấy bà chị kia có 3 quả bóng thì muốn chọc thử một tí. Nói chung là lần đầu của Long trên phố cái gì cũng bỡ ngỡ. Sau đó chú đưa Long về nhà. Khổ nỗi là Long là một đứa OCD nặng, cứ đúng 12 giờ là phải đi ngủ. Nên là đúng 12 giờ hệ điều hành não đột nhiên sập nguồn. Nhưng mà ngay lập tức có đám người ở đâu xông vào đòi nợ. Ông chú thì gọi mãi Long không dậy nên là bỏ thằng cháu đi luôn. Đám chủ nợ xông vào đánh Long nhất cả người nhưng mà Long vẫn không dậy. Thứ duy nhất gọi được anh là cái chiếc đồng hồ báo thức với nhạc nền Samsung. Long hoảng loạn vì bị đánh hội đồng. Tên chủ nợ rút súng ra dọa, khiến Long nhớ đến bảo bối thần kỳ mà bố giao cho trước khi đến đây. Trong đó có nghi đấm nghiêm túc. Chiêu này thì lại quá mạnh. Long đấm hết đám đòi nợ rồi rời đi cùng ông chú. Giờ thì nhà không có mà tiền thì càng không. Ông chú đành phải đến quán bia đánh độ kiếm ít tiền. Nhưng mà đánh ngu quá, kiếm tiền đâu chả thấy, còn nợ thêm cả đống tiền. Long ngồi ngoài chờ chọc hết cả một tổ gián thì đi vào tìm chú. Thế là ông chú thí luôn thằng cháu và chuồn. Nhưng mà sau thấy mấy thằng thua độ bị đánh thì cũng thương cháu và quay lại tìm. Ai ngờ Long lại sờ mớp một cơ ba bi, điều bi ảo hơn quỷ. Cái thứ mà ảo hơn thì chỉ có thể là chương trình khuyến mãi của Saphones, hệ thống bán lẻ đầu tiên kết hợp cùng với Apple, với chương trình trả góp qua Momo với tất cả các sản phẩm Apple như là iPhone, iPad, MacBook, v.v. Anh em chỉ cần vào ứng dụng Momo, kích hoạt dịch vụ trả góp Apple là sẽ được giảm thêm tới 500.000 đồng từ nay đến hết tháng 3. Khách hàng sẽ được hướng dẫn thủ tục xét duyệt online nhanh chóng, chỉ cần trả trước 20%, kỳ hạn góp lên tới 24 tháng, số tiền trả góp tối đa lên đến 100 triệu. Link chi tiết ở phần mô tả và bình luận. Giải thích một chút cho anh em nào không biết thì bộ môn này là bia snooker, nó khác với bia pool mà người Việt mình hay chơi. Nó là bán tính điểm nhưng mà thôi anh em không cần nghĩ sâu đâu, cứ vào lỗ là được. Cái snooker này thì nó thịnh hành ở Anh và những năm 90 thì Hồng Kông vẫn đang thuộc Anh nên là người dân ở đây chơi snooker là nhiều. Nhờ vào tài năng của Long mà ông chú hốt cả đống tiền và làm gì có ai ngăn cản một thằng què tập chạy. Cứ thế là ông chú dẫn Long đi khắp các quán bia đánh độ. Đánh độ chán thì tham gia cả giải đấu, gặp đối thủ nào chém đối thủ đấy. Kỹ năng của Long thì không ai địch lại, bán bia ảo hơn cả điện tử, điều bi còn hơn cả đặt tay. Tiền Long kiếm về đủ ăn phở lâm suốt đời. Hai chú cháu bắt đầu ăn chơi trác táng, nhưng mà tài năng của Long đã bị một vài
tên gian manh nhìn thấy. Chúng còn biết anh là con trai của một địa chủ ở quê nên là bắt đầu có ý đồ bất chính. Sau đó ông chú tiếp tục đưa Long đi đánh độ, nhưng mà lần này Long thua và ông chú đã vô tình để lộ ra việc mình dùng Long để kiếm tiền. Điều này khiến Long nổi khùng. May là đến 12 giờ rồi nên là Long phải đi ngủ và tha cho ông chú. Sáng hôm sau, Long bỏ về quê một mình. Ông chú ở lại bị đám đòi nợ tìm đến. Lần này chúng muốn hợp tác để cuỗm khu đất của nhà Long. Các cụ đã dạy rồi, gà chung một mẹ chớ hoài đá nhau, nhưng mà ông chú này chắc không là con hoang nên là muốn ăn đất của ông bà tổ tiên luôn. Vì thế ông chú phải đuổi theo Long về quê. Về tới nơi thì thấy Long đang bị bố đánh. Ê anh, đòn đau nhớ lâu, còn đòn lâu thì nhớ đau anh ơi. Là sao? Là anh đừng đánh nó nữa. Con của anh thực ra là có đánh. Nó đánh ai? Nó đánh Bia. Sao lại không yêu quý Bia mà lại đánh nó? Đánh thì mới nổi tiếng. Con anh bây giờ là cơ thủ nổi tiếng rồi. Bố nghe chú nói thì cũng xuôi xuôi. Lần đầu tiên được thằng con làm mát mày mát mặt. Nhưng mà đó lại là kế hoạch của ông chú. Anh à, con anh ở cái Hồng Kông này nó vô mẹ đối rồi. Giờ ấy, phải cho nó ra thế giới. Ra thế giới luôn à? Chính xác. Nhưng mà tiền đâu? Bán mấy miếng đất đi. Không được, đất cha ông để lại, ông cố dặn rồi, khi nào mà giá bằng phố cổ mới bán. Thế anh có muốn thằng Long đi chọc Bia thằng mấy thằng Tây không? Nghe chú nói thì bố cũng thấy hợp lý, nên là quyết định sẽ đầu tư cho Long một con đường phát triển. Tuy nhiên, tất cả những điều trên là do ông chú bịa ra để cho Long tham gia vào một giải đấu do chính mấy tay đòi nợ làm chủ, và giải thưởng thì chính là cái sổ đỏ nhà Long. Mặc dù vậy, bố Long vẫn ủng hộ con trai hết sức, tiếp nối di nguyện của sư phụ Lý Tiểu Long, vang danh tên tuổi ra thế giới. Bố Long xăm trên lưng anh 4 chữ 7 viên ngọc rồng, nhầm, chuẩn nhân của rồng, để mong rằng Long sẽ mang danh tiếng về cho gia đình. Sau đó gia đình Long di chuyển lên thành phố. Vừa lên tới nơi thì ông chú đã dẫn bố Long đi ký hợp đồng chuyển nhượng đất. Nôm na là nếu đánh Bia thua thì mất, còn nếu đánh Bia thắng thì không mất gì, mà mấy ông kia cũng không mất gì cả. Nhưng mà bố Long không biết đọc nên là đã bị ông chú lừa. Tối hôm đó Long được gặp đối thủ sẽ đối đầu với mình, cơ thủ snooker số 1 thế giới Jimmy White. Trận đấu bắt đầu, ngoài một cơ dọn bàn, hai cơ dọn bàn, có khi là ba cơ, bốn cơ dọn bàn ông ấy cũng làm được. So với một người đánh Bia theo cảm hứng như Long thì White hơn chính xa. Ông chú thấy tình hình căng căng nên là đi ra bơm thêm tí nữa cho thằng cháu nổ hẳn. Mày mà không thắng là ông già mất đất đấy. Nhận được tin từ ông chú, Long đánh thua luôn cho cẩn thận. Cứ tưởng là thua thì về là xong đúng không? Ai ngờ bọn kia đã chiếm hết đất của ông bố từ lúc nào. Hai cha con mất sạch đất, người thân xung quanh cũng bị đuổi đi. Ông bố không còn mặt mũi nào ở quê, quyết định cùng con trai lên thành phố sống. Nhưng mà hồi đấy thì Hồng Kông chưa có phố đi bộ, ra đường mãi võ như bố của Long thì kiểu gì cũng bị cô cổ. Hai cha con không biết làm cách nào thì đột nhiên cô người yêu dưới quê của Long xuất hiện và nói là đã có cách để đòi được đất. Thì ra là bọn chúng cũng mua đất nhà cô nhưng mà cô không bán, mà cô sẽ dùng mảnh đất này để đặt cược cho một ván bia tiếp theo. Nếu mà thắng thì sẽ đòi được đất nhà Long. Ông chú cũng nhận ra việc mình làm với gia đình là sai trái, quyết định cải tà quy chính, đứng ra giao kèo với bọn thu nợ. Lần này ông có thêm điều kiện là phải live stream trận đấu, có bật replay để chẳng may mà bọn kia bịp thì có cái mà làm chứng. Bọn thu nợ cực kỳ tự tin nên là chấp nhận mọi yêu cầu. Và ngày thi đấu đã đến, báo chí, TikToker đến đầy nhà thi đấu. Trận đấu siêu kinh điển giữa huyền thoại snooker và 7 viên ngọc rồng bắt đầu. Ông Jimmy White mở bát, tiếp tục đánh phát nào ăn phát đấy. Long thì như chưa tỉnh ngủ, thua liền 3 set trắng. Nhận thấy tình hình quá nguy hiểm nên là đạo diễn phải kêu anh bật aura nhân vật chính lên, kêu Vin Diesel và bóp thêm sức mạnh gia đình đây. Long dần lấy lại tinh thần, anh ăn được một con bi dễ đến mức cháu tôi cầm cơ bằng một tay có khi cũng ăn được, và cứ tưởng là mình vô địch rồi. Nhưng mà cũng từ con bi đó, Long được thần bi a nhập, đánh phát nào ăn phát đấy, 3 băng thậm chí là 100 băng có khi anh bắn vào. Những đường bi xuất quỷ nhập thần khiến White phải hoa mắt, tỷ số dần trở nên cân bằng. Nhưng mà đến ván đấu cuối cùng, Long lại dính phải lời nguyền 99% người chơi bia mắc phải, đấy là lắc lỗ ạ. May cho anh là Jimmy White nó không thuộc 1% còn lại nên là cũng bắn trượt. Tuy nhiên con bi cái lại nằm ở vị trí rất khó, không có cách nào để Long có thể ăn được bi mục tiêu. Anh bàng hoàng, anh hoảng hốt, anh chạy ra giữa sân khấu tập thể dục buổi sáng, đó chính là cách để anh kích nộ. Sau khi đầy thanh lực, Long chạy đến giáng một cú bạo kích xuống bàn bia. Con bi đi ảo hơn cả đá, nhìn là biết có thằng cầm bi cái gì trên bàn. Long giành được chiến thắng chung cuộc và đòi lại được đất cho gia đình. Nói chung là phim chỉ thế thôi, tầm này thì thôi xem làm gì nữa, ra ngay quán bia chọc vài đường tập luyện, Tết về còn khè đám bạn. Và đó là toàn bộ những gì diễn ra trong Long Đích. Ý tôi là Long Tích, nhưng mà có khi Long Đích thật. Và tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.